lợi ích sức đề kháng của việc ăn thịt lợn. Nguồn protein chất lượng cao, nói cách khác, thịt lợn chứa đủ nồng độ của tất cả các axit amin cần thiết. 1 giờ thịt lợn chứa các axit amin cần thiết với hàm lượng chi tiết: histidine 5,751 mg, isoleucine 6,189 mg, leucine 10,387 mg, methionine 3,469 mg, phenylalanine 5,122 mg, threonine 5,171 mg, tryptophan 1,212 mg, lysine 11,482 mg. Thịt lợn là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn của người Việt. Nguồn selenium, một miếng thịt lợn 1/70 giờ cung cấp đủ 100% lượng selen cần hàng ngày của một người. Duy trì đủ mức selen là đặc biệt quan trọng, cần thiết để chức năng tuyến giáp chuyển động giỏi. Yếu tố ăn hại sức đề kháng từ thịt lợn do đâu? Để phòng bệnh, nên mua thịt lợn đã qua kiểm định của cơ quan thú y, tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề, nấu chín thịt lợn, không ăn lợn chết, các món thịt lợn tái, đặc biệt là tiết canh lợn, các người có vết thương hở phải đeo găng tay khi giao tiếp với thịt lợn sống. Bệnh nhiễm vi khuẩn Yersinia ở ruột, một nhiễm trùng gần giống khác do ăn thịt lợn chưa nấu chín bị nhiễm vi khuẩn Yersinia enterocolitica. Những vi khuẩn này gây nhiễm trùng gọi là nhiễm trùng cầu khuẩn. Mặc dù phổ biến hơn đối với nhiễm dương xoắn, nhưng bệnh này thường tự thuyên giảm mà dường như không cần điều trị. Tuy nhiên, bạn có thể tránh bằng cách bảo đảm an toàn nấu chín thịt lợn. Các dữ liệu dinh dưỡng nêu bên trên cho biết thịt lợn giàu chất dinh dưỡng cần thiết. Thịt lợn đóng tầm quan trọng cần thiết để cung ứng các nhu cầu dinh dưỡng cần thiết trong chế độ ăn của con người. Dường như có một số băn khoăn lo lắng về sức đề kháng, bạn có thể khắc phục hầu hết các điều ấy bằng cách nấu ăn vệ sinh.